Bấy giờ Tỳ Mục Cù Sa quay nhìn đồ chúng mà nói rằng: Thiện nam tử, đồng tử này đã phát tâm A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Thiện nam tử, đồng tử này bố thí không sợ hãi khắp tất cả chúng sinh. Đồng tử này ban khắp lợi ích cho tất cả chúng sinh. Đồng tử này thường quán biển trí của tất cả chư Phật. Đồng tử này muốn uống tất cả mưa pháp cam lồ. Đồng tử này muốn dò tất cả biển pháp rộng lớn. Đồng tử này muốn khiến chúng sinh ở trong biển trí. Đồng tử này muốn phát khởi khắp mây đại bi rộng lớn. Đồng tử này muốn mưa xuống khắp pháp vũ rộng lớn. Đồng tử này muốn dùng trí huệ mặt trăng chiếu khắp thế gian. Đồng tử này muốn diệt phiền não nóng độc của thế gian. Đồng tử này muốn tăng trưởng tất cả căn lành của chúng sinh. Bấy giờ các tiên chúng nghe lời đó rồi, đều đem đủ thứ hương hoa tốt nhất rải lên thân Thiện Tài, cúi đầu làm lễ, vây quanh cung kính nói như vậy: Nay đồng tử này tất sẽ cứu hộ tất cả chúng sinh, tất sẽ trừ diệt các khổ địa ngục, tất sẽ dứt hẳn các đường súc sinh, tất sẽ truyền bỏ cõi Diêm La Vương, tất sẽ đóng bít cửa các xứ nạn, tất sẽ làm khô cạn các biển ái dục, tất sẽ khiến chúng sinh diệt hẳn khổ uẩn, tất sẽ vĩnh viễn phá tan vô minh đen tối, tất sẽ dứt hẳn tham ái ràng buộc, tất sẽ dùng phước đức núi đại luân vi bao bọc thế gian, tất sẽ dùng trí huệ báu lớn núi Tu Di hiển bày thế gian, tất sẽ xuất hiện mặt trời trí huệ thanh tịnh, tất sẽ khai thị căn lành pháp tạng, tất sẽ khiến cho thế gian biết rõ hiểm nguy hay dễ dàng. Bấy giờ tiên nhân Tỳ Mục Cù Sa bảo các tiên chúng rằng: Thiện nam tử, nếu có người nào phát được tâm A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề thì tất sẽ thành tựu đạo nhất thiết trí. Vị thiện nam tử này đã phát tâm A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề, sẽ thanh tịnh tất cả công đức của Phật địa. Bấy giờ tiên nhân Tỳ Mục Cù Sa bảo Thiện Tài đồng tử rằng: Thiện nam tử, ta đắc được giải thoát Bồ Tát Vô Thắng Tràng. Thiện Tài bạch rằng: Đức Thánh, cảnh giới giải thoát Vô Thắng Tràng như thế nào? Bấy giờ tiên nhân Tỳ Mục Cù Sa liền giơ tay phải giở đầu Thiện Tài, cầm tay Thiện Tài thì lập tức Thiện Tài tự thấy thân mình đi đến các thế giới trong 10 phương nhiều như số hạt bụi 10 cõi Phật, đến chỗ các đức Phật nhiều như số hạt bụi 10 cõi Phật, thấy các đức Phật đó và chúng hội của các ngài, chư Phật tướng tốt đủ thứ sự tra nghiêm, cũng nghe các đức Phật đó tùy tâm ưa thích của các chúng sinh mà diễn nói pháp. Từng câu từng chữ thảy đều thông đạt, đều thọ trì khác nhau, không có tán loạn.